Thưa quý vị, sáng nay dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm, đại diện các cơ quan quản lý về thông tin điện tử của 8 nước ASEAN, đại diện cơ quan báo chí các nước ASEAN cùng đại diện một số nền tảng xuyên biên giới đã tham dự diễn đàn ASEAN về ứng phó và xử lý tin sai sự thật trên không gian mạng. Đây là hoạt động diễn ra trong khuôn khổ tuần lễ hội nghị Bộ trưởng phụ trách thông tin ASEAN 16 tại Đà Nẵng. Diễn đàn lần này tập trung vào các vấn đề nỗ lực của các nước ASEAN chung tay đấu tranh và xử lý tin giả, tin sai, khuyến nghị các biện pháp cho tương lai, kinh nghiệm từ các quốc gia trong khu vực và cơ quan báo chí truyền thông, các chính sách thúc đẩy hiểu biết số và chính sách truyền thông từ một số quốc gia ASEAN, cũng như chính sách của các nền tảng trong xử lý tin giả, tin sai và hướng dẫn an toàn khi tham gia trực tuyến, thảo luận về các khuyến nghị, biện pháp hợp tác ứng phó và xử lý tin giả, tin sai trên không gian mạng, thúc đẩy hợp tác trong khu vực ASEAN giữa chính phủ địa phương các nước thành viên ASEAN và các nền tảng mạng xã hội. Việc tổ chức diễn đàn khu vực ASEAN về ứng phó và xử lý tin sai sự thật trên không gian mạng nhằm tạo không gian trao đổi mở giữa các cơ quan quản lý nhà nước, báo chí, nền tảng xuyên biên giới và các bên liên quan nhằm khẳng định quyết tâm của các nước ASEAN trước việc giảm thiểu các tác hại của tin giả, hướng đến nỗ lực chung của ASEAN về tạo dựng một không gian thông tin lành mạnh và đáng tin cậy cho người dân.